Xin mời anh ngồi. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta, mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hồng Phượng. Dạ, em sinh năm 1983. 83. Dạ, em sinh ra ở Nghệ An mà bây giờ em đang công tác và làm việc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Phượng làm gì Phượng? Em làm bên ngành cơ khí đóng tàu. Rồi bây giờ nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe nè. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Thu Hương. Em sinh năm 1984. Và hiện em sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Em làm quản lý nhà và phòng trọ cho thuê. Có bao nhiêu phòng trọ? 13 phòng trọ và mấy nhà cho thuê. Hồng Phượng thân mến, bây giờ Hồng Phượng nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm. Có hút thuốc. Hút thuốc. Biết nhậu, nhút nhạt, rụt rè được đám đông, nhất là trước bạn gái. Hút thuốc nhiều không? 2-3 ngày một lần. Nhậu nhiều không? Đồ của em cũng khoảng 4-5 lon. Trời ơi, hút thuốc rồi nhậu nữa. Mình có ưu điểm gì để bù đắp lại cái nhược điểm đó không? Thật thà, vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Hãy giúp đỡ người khác. Nghệ An rồi mình vô đây mình sống với ai? Trước thì sống với chị gái, em gái. Và sau này em ở riêng. Tức là giờ mình thuê phòng trọ, ở trọ riêng. Dạ. Rồi mình làm cơ khí đó là làm sao? Ví dụ như mình làm con tàu, mình đóng cả phần, mình rạp cả phần lại, em là thợ hàn. Rồi, thợ hàn cơ khí đó. Chào nhà gái. Dạ, em chào anh. Hay bà chủ nhà trọ. Bà chủ này chắc nhiều người trọ lắm á. Sao nè? Ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà trai tôi biết coi. Ưu điểm của em á là vui vẻ hòa đồng. Khuyết điểm của em là đôi khi gặp cái người mà em cảm thấy thích thì em sẽ nhút nhát và em sẽ run lẩy bẩy. Run lẩy bẩy. Trời ơi. Em run lẩy bẩy nãy giờ. Yên tâm, với em thì em chỉ cần nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nếu như mà em mà được như anh nói thì lâu nay em đâu có ế. Không thấy. Bao nhiêu mối tình rồi mà chưa có mối tình nào hả? Không, em có rồi. Nhưng mà em cảm thấy như là nó không hợp với em. Cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi. Thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạy như em có xô xát một chút thì đẩy em thì em bị sẩy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói chung là em cảm thấy như là tự nhiên em bị ám ảnh á. Xong rồi em không có muốn, giống như em bị mất niềm tin ạ. Tức là từ đó tới nay em không có. Em có, và cái người thứ hai thì cũng không hợp. Mà người thứ ba thì giống như là người ta rất là lo lắng cho em. Em thấy một cô bạn. Cô bạn đó thì em coi như một người chị gái của em. Và người đó thì ví dụ như là em quen anh đó tại thấy lo lắng cho em quá thì sẽ ghen tị. Xong rồi thí dụ ngồi sẽ nói là cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi. Có nghĩa là nói với anh đó, còn nói với em là giống như chị nhận quen cho vui vậy đó. Qua đường thì tự nhiên là hai đứa gây một sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Hai đứa cãi nhau đến độ mà không thể hàn gắn được. Và từ đó là em ế cho đến bây giờ. Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Em năm 19 tuổi. Được bao nhiêu năm? Em ở được mấy tháng thôi thì em mất cái bầu nên là em ly dị luôn. Ly dị luôn. Em nghe hoàn cảnh bên chưa? Em nghe rồi, em thấy cũng buồn. Thấy buồn đúng không? Thật ra cô gái bên kia rất là dễ ấn tượng lắm á. Còn mình sao? Em thì cũng trải qua 3-4 mối tình. Mối tình dài nhất của em là cũng được hơn 2 năm. Lúc đó thì cũng do công việc nó ít. Có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh này. Tết này em về quê thế là làm trang trại, nuôi heo, nuôi gà, nuôi làm trang trại với bố mẹ thế. Thời lúc đó là cái dịch lớn đấy là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc. Tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay. Dạ chia tay. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được, nhìn được là được thôi. Chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất con người, đẹp nết hơn. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Giờ chưa thấy cái nết. Chào chưa biết. Chị trai. Chào chị. Giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp? Em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy. Em không thích. Bây giờ tóc vàng á, nó là người ta style, một thời trang. Tóc nó bị cháy thôi, nắng quá. Còn em nè,
Em muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm em, biết tôn trọng ba mẹ và kinh tế đủ vững vàng để cả hai không phải suy nghĩ nhiều. Tại vì người ta nói là tiền không phải tất cả, nhưng mà đôi khi không có tiền thì vất vả thế thôi. Cũng hay. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với em trai và bạn của em. Em chào hai MC và chào quý vị khán giả, chào đàn trai. Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á, là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Hai anh chị á, là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Thực sự thì em chơi với chị cũng lâu rồi, em cũng biết tính cách của chị là rất năng động. Anh thì lại thích một người phụ nữ là của gia đình. Cho nên theo ý kiến riêng của em thì có thể hai người nếu mà đã lên chương trình rồi thì có thể cho nhau một cơ hội. Nếu mà thấy không tương đồng thì thôi đừng bấm luôn. Đúng rồi, dạ. Đỡ mất thời gian. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì nếu mà không có hợp nhau thì bấm cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà đó là mình là người ngoài mình nhìn khách quan. Một tí nữa mở rào hai anh chị sẽ nhìn nhau kỹ hơn. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Ok. Cảm ơn nhà gái. Cảm ơn ý kiến của em. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái và em. Dạ, chào nhà trai ạ. Hôm nay em đến đây để cầu vui cho anh trai. Xúc động là sao nè em gái? Em gái lo lắng cho em trai, anh trai quá đúng không? Tại anh cũng lớn tuổi, với lại anh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Thương quá. Rồi, hy vọng ngày hôm nay anh trai sẽ có người nắm tay đi về nhà ha. Thôi, bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi. Mở rào. Chuyện còn lại là của các bạn à, chúng ta cũng đã nghe người thân góp ý rồi. Gặp mặt nhau đi. Điều gì đến sẽ đến nào. Bắt đầu đi em. Chào em. Chúng cậu muốn tặng em. Em cảm ơn anh. Lâu lắm rồi em mới có người con trai tặng hoa cho em á. Anh cũng lâu lắm rồi mới tặng hoa cho một người con trai. Vâng, vậy thì em có món quà tặng anh. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có võ vậy. Cảm ơn. Cái này cái mùi em hay dùng mà khi nào thì anh ngửi mùi thì anh sẽ nghĩ là ồ, em đang ở gần anh. Cái màu môi của em cùng dũng màu hồng. Cảm ơn lắm. Mời hai bạn về chỗ ghế đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn cảm nhận về nhau đi. Xinh, dễ thương, người vừa ốm. Người vừa ốm. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền lành, nhẹ nhàng. Đó về tính cách. Còn em cảm thấy anh cũng là một người sống tình cảm. Em muốn một người quan tâm em, thương em và đừng có lăng nhăng là được. Tại vì đến tuổi này thì em cũng không có mong muốn gì hơn. Em chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh sống nội tâm. Nên là nếu mà lăng nhăng thì đã có người yêu rồi, đã có ấy rồi. Anh muốn một người vợ của gia đình, biết quan tâm, biết chăm sóc, là chủ giữa tinh thần của anh ấy những lúc anh mệt mỏi. Tại vì ế quá và gia đình đều dục rồi mà lớn tuổi rồi, rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Cái kế hoạch là anh sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đấy chứ không có về quê. Tuy gốc là anh ở Nghệ An nhưng mà hộ khẩu với ấy rồi anh ở đấy hết rồi. Thế hiện anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 7 Nhà Bè. Ngày thì anh làm xưởng ở đóng tàu, cơ khí đóng tàu. Còn buổi tối thì anh có chạy thêm Grab nữa. Nên anh biết cũng... Anh cũng đầy nghị lực nhỉ? Tại vì khổ đấy là mình phải cố gắng. Ai cũng có một cái áp lực trong cuộc sống mà. Em tuy vậy nhưng mà áp lực em cũng nhiều lắm. Em cũng khổ tâm nhiều. Thành ra là em cứ phải gồng lên mạnh mẽ với cuộc đời này. Em mà khóc thì em cảm thấy xấu hổ. Tại vì xưa giờ em con đầu cho nên là em lúc nào cũng phải gồng lên, vừa làm anh vừa làm chị. Cho anh hỏi em là người đâu? Em sống Sài Gòn từ lúc học mẫu giáo giờ. À, là gốc đấy. Còn gốc của em á là gốc Hà Nội. Hà Nội. Dạ. Nếu như là một người chồng thì em sẽ làm gì để chứng minh một người chồng tốt như thế nào đó, nói cho nhà gái người ta tin tưởng đi. Sau này mình về với nhau á sẽ quan tâm em, anh sẽ săn sóc em, anh yêu thương em đến suốt đời. Rồi, cảm động. Nếu như mà mình đến được với nhau á thì theo em thấy thì bao lâu anh thì anh càng nhánh càng tốt rồi. Em nghĩ là chắc 6 tháng đến 1 năm đi thì có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có một cái khoảng thời gian tìm hiểu ha. Dạ.
Chứ em không muốn cái gì vội vàng đến rồi nó cũng vội vàng đi, em không thích điều đấy. Rồi còn cô gái nào ngoài thời gian mình đi thu tiền nhà trọ thì mình có thể làm được những cái điều gì để mình chứng minh mình là một người vợ chăm lo cho gia đình? Nói chung là về nữ công gia chánh này, nói chung là nấu ăn, rồi em thì có sở thích là đam mê xe thì em cũng hay tham gia các hội nhóm xe. Xe mô tô. Em thì bây giờ sau tai nạn á thì em chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Cá tính ghê chưa? Anh có nghĩ suy nghĩ thế nào về người con gái xăm hình? Đó là nghệ thuật. Ví dụ như anh thì cái nhuộm tóc này cũng vậy này, rồi xăm môi hay là kẻ mày cũng đâu phải ngày xưa nữa. Nãy em nghe nói là anh không thích con gái để tóc vàng mà. Em cần một người phụ nữ của gia đình, chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Hồi nãy thôi, còn hồi nãy thôi, giờ bỏ rào là người ta thay đổi liền. Cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ nè, em tiến tới em nắm tay bạn gái đi. Quan điểm với con trai con gái trong gia đình. Nắm tay em. Nhìn thẳng vào, nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng con gái đi. Em cao mét mấy? Em cao mét 65. Cao hơn anh? Dạ. Em có nghĩ vấn đề đó quan trọng lắm không? Vấn đề đó là vấn đề gì anh? Thì cao thấp chứ. À không, nó bình thường mà. Bây giờ sữa của nước ngoài cũng nhiều. Nếu mà có baby thì cho nó uống sữa thì nó cũng đủ cao thôi. Nhưng em nếu mà về với nhau em muốn mấy người con? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Còn hai. Như anh thấy còn ba người là hai gái một cái thì đẹp. Nhưng mà lỡ mà toàn gái thì sao? Cũng đẹp, ba người là đẹp rồi. Ồ vậy hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Em thích con gái đâu trước? Em thì thích con trai thôi. À vậy hả? Anh thích con gái đâu trước? À vậy ạ. Con gái đâu trước? Chăm lo cho mẹ đỡ khổ. Mấy năm gần đây em có tích góp được một cũng không nhiều lắm đâu, nhưng cũng chưa đủ được mua nhà được đâu, nhưng mà một ít rồi, cứ khoảng 3 năm nữa là anh sẽ có đủ mua một căn nhà nhỏ nhỏ. Căn nhà đó thì ở quận mấy hả anh? Quanh nhà Bè mới mua nổi chứ. Quận nhất, quận 7 thì chịu. À dạ. Đâu cần đâu, nếu mà anh thích thì em có dãy trọ ở Bình Dương. Còn không thì ở Gò Vấp hoặc bên quận 9 em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi, chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết. Đó. Anh về anh quản lý phụ em luôn cũng được. Đó. Đến đây là mình cũng làm cái duyên, còn phần là do mình tự tạo ra. Dạ. Nên là em hãy bấm nút nhé. Em hãy bấm nút nhé. Chào anh. Còn ta sao chưa gì buông tay ra rồi? Em run quá anh ơi. Run cái gì đứng em đây? Run quá tay run. Run thì run chứ. Làm sao cho nó hết run thì thôi. Đứng đây em nhìn thẳng mặt bạn gái, bắt đầu nghe bạn gái hát nè. Em hát dở lắm anh. Làm gì đó, nói gì đó. Em vậy thì ở đây thì em có thể ứng khẩu thành thơ. Hôm nay gặp nhau ở đây trong chương trình này, tuy chúng ta là người lạ, nhưng hy vọng rằng anh hãy cho em một mái ấm để chúng ta có một ngôi nhà và những đứa trẻ trong mơ. Anh đồng ý. Anh đồng ý, anh đồng ý. Thơ cũng lạ quá ha. Là đọc thơ chưa? Đọc rồi đó. À cái đó là thơ hả? Thơ đó. Thơ đời mới. Thơ giờ nó lạ lắm. Thôi được rồi. Bây giờ thì chúng ta để tay vào nút bấm đi. Thật thà, chất phác. Một cô gái bản lĩnh, mình phải trung thực với con tim của mình nha. Thích thì mình bấm, mình thấy không hợp với mình thì không cần bấm để mất thời gian lẫn nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Một. Hai. Tại anh cũng lớn tuổi, với lại anh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng.
Anh bấm rất nhanh, ở số thứ 2 thôi là anh đã bấm rồi. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Thấy người ta chân thành chưa? Thật ra nha, nên cho anh ấy cơ hội đi, anh ấy sẽ chứng minh được điều đó. Hoàn cảnh như thế, nhưng mà anh ấy rất là mạnh mẽ. Đừng có gọi là nghĩ rằng là những cái người mà khó khăn là người ta trùng bước đâu. Càng khó khăn người ta càng mạnh mẽ. Anh thấy rằng anh ấy sẽ đủ để chăm sóc em, đủ để có thể làm bờ vai cho em tựa vào, đủ thì có thể hỗ trợ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt nào. Anh xin phép, anh xin phép. Hôn sâu, thật sâu vào, hít hít hơi luôn. Chúc em hạnh phúc nha. Cảm ơn, cảm ơn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp. Lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Trời, anh tin rằng em làm được nha. Nào, hãy đưa nhau đi tất cả những nơi nào mình muốn. Thật ra tôi rất là cảm động trước cái nút bấm của cô gái. Tôi nghĩ rằng cô gái cũng có một chút lo lắng, một chút gì đó chưa được hoàn hảo lắm trong cái nút bấm đó. Nhưng với cái tấm chân tình đó, với cái sự mở lòng mình đó, thì tôi cảm ơn cô gái rất là nhiều đã cho nhà trai chúng tôi một cái cơ hội, và tin rằng nhà trai chúng tôi sẽ làm được tất cả mọi thứ. Thật ra chính bản thân cô gái, cổ cũng đã cho cổ một cơ hội cho cái cuộc đời của mình. Và hy vọng đây sẽ là một cái bến đỗ bình yên cho cổ, để xoa dịu hết tất cả những cái tổn thương mà cổ đã từng trải qua. Có hàng trăm con người ngày đêm phải đi tìm từng nhân vật, phải kết nối với họ, đọc từng cái program của nhân vật để tìm ra những cái nhân vật kết nối với nhau. Và xin chúc mừng ekip, chúc mừng thành công này của tất cả các bạn. Chúc mừng, cảm ơn MCV đã có một chương trình rất là tuyệt vời. Bạn muốn hẹn hò. Tôi nói hồi tôi khóc đó nào, chúng ta cùng hát Happy Birthday nào. Happy Birthday. Mời khán giả cùng hát nha. Cái người hát dở vậy, bắt giọng quá. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Quỳnh Linh cũng không quên cảm ơn tất cả các nhà tài trợ, những người đã đồng hành, đã đem đến những cái sự kết nối rất là tuyệt vời. Nếu như không có những nhà đồng hành thì khó có thể bạn muốn họ đi đến 10 năm như vậy, một chặng đường rất là dài. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả quý vị khán giả luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Một lần nữa thì xin chúc cho các nhà tài trợ, chúc cho tất cả ekip, chúc cho tất cả các bạn đã tham gia bạn muốn họ và những người chưa tham gia, chuẩn bị tham gia, và tất cả khán giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công rực rỡ. Nhớ đồng hành với bạn muốn họ mãi mãi và mãi mãi quý vị nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta tiếp tục ghi hình nào. Rồi, ok, chị biết rồi. Rồi. Dặn dò quá. Rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với giây phút hết sức tuyệt vời, đó kỷ niệm 10 năm. Thật ra đúng ra phải làm lớn hơn nữa. Đúng ra chúng tôi phải làm một cái cuộc tập hợp gần 1.000 cặp đôi và 200 cặp đôi đã cưới nhau và con của họ nữa. Quỳnh Linh rất là vui khi mỗi lần mình đi đâu mà có ai đó nói ông Quỳnh Linh. Chào ông Linh đó, mình nói ủa cháu nào vậy, nó con là con của ba Tuấn nè, bạn muốn hẹn hò đó. Trời, tự nhiên mình rất là vui và hạnh phúc, và tôi nghĩ rằng hơn 200 cặp đó nó sẽ là con số không dừng lại nữa, mà nó còn phát triển nữa. Nếu quý vị luôn luôn ủng hộ chúng tôi, cảm ơn quý vị rất nhiều.
Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hẹn hò trong ngày hôm nay. Vẫn cái vía đó ha. Dạ. Hy vọng hai cặp đôi ngày hôm nay họ sẽ có điều gì tốt tốt chút, bấm nút rồi cưới nhau luôn. Và thưa quý vị, trước khi đến với cặp đôi đầu tiên thì Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquacilin lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinza đã tài trợ cho chương trình. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi đầu tiên. Rồi. Thật ra ngày hôm nay Quỳnh Linh cũng biết này là kỷ niệm 10 năm mình quên luôn. Thành ra bữa nay bộ phận mới nhắc lại mình mới nhớ. 10 năm trôi qua nhanh quá, chúng ta đã già đi rồi. Nhìn lại không biết làm được bao nhiêu mà thấy cũng rất là hạnh phúc. Cảm ơn Thái Phình Tủng. Thái Phình Tủng là một trong những người dẫn đầu của tập đoàn MCV đã đem đến rất là nhiều chương trình tuyệt vời. Wow. Cảm ơn chị Liêm nha. Đấy, thủ lĩnh của chúng tôi đó quý vị. Thủ lĩnh đấy, rất trẻ. Liêm ấy qua được mà. Để cái hình chân dung lên được. Rồi cảm ơn chị Liêm nha. Cảm ơn Thái Bình Tủng rất nhiều. Cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo của MCV. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bạn muốn hò ngày hôm nay bằng cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Rồi. 10 năm hẹn hò, 10 năm bạn mới hẹn hò, chào đón em. Yeah. Coi như mốc đầu tiên của năm thứ 11. Em bây giờ xin mời quý vị đến với nhà gái. Rồi, chào em. Mời chào cặp đôi nhà. Mốc đầu tiên của năm thứ 11. Em trai giới thiệu về mình đi. Con tên là Đăng, Mạch Đăng Hoàng hiện tại. Bạch gì? Mạch Đăng Hoàng. Bạch Đăng Hoàng hả? Dạ, hơi rung đúng không Hoàng? Dạ. Hoàng làm công việc gì nè? Hiện tại con đang làm kinh doanh tự do. Kinh doanh ở đâu Hoàng? Kinh doanh tại nhà. Kinh doanh gì Hoàng? Như bán mỹ phẩm. Bán mỹ phẩm ha. Rồi. Ngoài đó ra con có một cái công việc ổn định nữa. Ổn định là gì? Thì hiện tại con đang làm ở bên công việc con là làm bên ngành siêu thị. À siêu thị rồi. Dạ. Vậy là tốt rồi. Mình nhà mình ở đâu? Nhà con quận 4. Quận 4, quê mình thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi đang ở với ai? Con hiện tại là mẹ con đưa căn nhà riêng con ở. Ồ, có nhà riêng ở luôn. Dạ. Vậy là khỏe rồi ha. Dạ. Giờ chỉ lo kiếm vợ thôi ha. Dạ. Đó, đó là lý lịch của nhà trai. Rồi, Đăng Hoàng. Nhà gái đang nghe à. Bây giờ xin mời mọi người hãy nghe về phần giới thiệu của nhà gái à. Dạ, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào cô chú ở đây và chào phía nhà trai à. Em tên là Đoàn Thị Trúc Ly, em năm nay 26 tuổi. Em đang là kế toán của một trung tâm Anh ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Em đang sống ở đâu? Dạ em ở quận 12, quê em là ở Lâm Đồng ạ. Ở đây em sống với ai? Dạ em ở sống với ba mẹ và em gái. Rồi, cô gái của chúng ta là quê ở Lâm Đồng. Dạ. Và sống hiện tại là ở Sài Gòn là sống với ba mẹ và em gái. Dạ. Và làm việc tại Sài Gòn luôn. Dạ. Rồi, ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận mấy vậy Ly? Dạ em ở quận 12 ạ. Quận 12? Dạ. Một quận 4 qua quận 12 cũng... hơi xa xa chút hả? Không xa đâu, yêu nhau thì cỡ nào cũng tới. Rồi, bây giờ Hoàng nói cho Ly biết đi. Nói cho Ly bên kia nghe cả. Ưu điểm và khuyết điểm của Hoàng là gì? Sao con rung quá? Rung quá Hoàng hả? Yeah. Gì đâu mà rung với làm siêu thị mà rung vậy? Yeah. Thoải mái lên nào. Yeah. Rồi, sao? Ưu điểm là gì? Là rung hả? Con ghi vô giấy nè. Trời đất ơi, nó ghi giấy luôn kìa. Mở giấy ra đọc. Yeah. Ông rung ông ghi ra giấy luôn. Ui, cầm giấy mà còn rung nữa đó. Rồi đọc đi Hoàng. Sao? Ưu điểm của con là vui vẻ hòa đồng, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, kinh doanh tự do, công việc ổn định, kinh tế ổn định. Trời ơi nói gì tôi không nghe. Chắc tôi phải đi qua tôi đọc ké quá. Đọc cho nhà gái nghe. Đây để tôi đọc cho nhà gái nghe cho ông nói tôi không nghe. Tại tôi rung quá không nói được, đọc luôn đi. Hai độ lận thông cảm nó hơi lâu. Ưu điểm vui vẻ hòa đồng, biết nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, kinh doanh tự do, công việc ổn định, kinh tế ổn định. Ngon. Yếu điểm nhát gái, có gái có gái thì không nhát, có cái có cái kẹo, có cái hẹo của có cái gì, có cái gì, có cái gì ở trên môi, có cái hẹo. Tự nhiên tao đọc gì có cái thẹo gì nữa chị hai, có cái kẹp hả, có cái gì đâu đọc thôi Hoàng. Dạ có cái khuyết trên môi. Có đâu? Cái khuyết trên môi. Cái khuyết trên môi là cái gì? Biết vậy con thấy đâu thì đến đây đọc tiếp.
tôi không có thấy đường mà. Không thật tình đến mức không kể luôn, có cái huyết trên môi nữa. Không biết hút thuốc nè, không biết nhậu nè, không cờ bạc nè. Rồi đó, còn khúc sau rồi tới tới nữa thì đọc tới. Rồi, ok. Rồi, cắt cái giấy đi, chút có gì chút nữa đọc nữa ra. Nha. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm rõ ràng, rành mạch. Đúng, viết ra chữ luôn. Mà có nhớ, có đủ chưa? Hay có bổ sung gì nữa không? Không, đủ rồi. Đủ rồi đúng không? Dạ. Thiệt chưa? Thiệt. Ừ, rồi. Trời ơi, đàn ông mà lông lá không mà ngồi rung tới rụng lông luôn vậy. Giống như ông Liêm vậy đó. Đụng tới rụng rung rung à. Rồi nhà gái là rồi. Nhà gái nghe đầy đủ rõ ràng rành mạch ưu điểm khuyết điểm nhà trai chưa? Dạ. Còn mình thì sao? Dạ em là ưu điểm của em là vui vẻ. Vui vẻ? Cũng em cũng hay nói chuyện với mọi người lắm, cũng hay bắt chuyện. Ừ. Không có mà kiểu xa lạ khoảng cách gì với người mới gặp hết. Chút mở rào ra là tự động bắt chuyện nha. Không có nhờ tới tôi nữa nghe. Ủa Ly làm công việc gì? Dạ em dạ con đang làm kế toán tại một trung tâm ạ. Kế toán ha. Dạ. Rồi vậy cũng được. Rồi. Rồi gì nữa em? Nhược điểm là hơi cọc. Tính hơi nóng xíu. Chết cha, làm kế toán mà nóng nóng là không chuyển khoản nha. Gái mà xinh vậy mà cọc hả? Dạ tại vì như con đi làm về với như mệt, mệt công ty về mà mọi việc ở nhà nó không theo cái ý của mình á. Ừ. Thì nó sẽ con là cũng cọc lắm. Cọc quá. Mỗi lần cọc rồi có chuyển khoản cho khách hàng đồ này nọ không? Để qua cơn cọc rồi tính tiếp. Thấy chưa? Ở chỗ chú làm cũng có bà Tịnh Thúy. Mà cọc là không phát lương ai. Không phát lương ai hết. Mà hay cọc lâu lắm. Cọc, một tháng cọc 3 lần. Dạ. 3 tháng cọc, không phát lương ai cọc luôn mà tôi. Lần cọc 10 ngày á, là coi như cọc nguyên tháng rồi đó. Thôi bớt cọc đi ha. Dạ. Phát lương anh em đầy đủ nha. Dạ. Có mấy mối tình rồi Ly? Dạ, con là có 2 mối tình ạ. 2 mối? Dạ. Dài không? Dạ, cũng mối tình thứ nhất thì kéo dài được 2 năm. 2 năm. Mối thứ 2? Mối thứ 2 là 1 năm ạ. Là 3 năm yêu đương đó. Dạ đúng rồi ạ. Cảm thấy mình có kinh nghiệm gì không? Dạ kinh nghiệm là phải sáng suốt xíu. Yêu phải sáng suốt nha. Không được tối suốt. Ờ, tối nghe, suốt là mệt nó suốt luôn á. Phải nghe cả lý trí nữa, đừng chọn con tim nhiều quá. À. Sao sao? Ý là phải nghe cả lý trí nữa, đừng chọn con tim nhiều quá. Đúng rồi. Hay. Yêu cả lý trí và cả con tim chứ đừng có nghe con tim nhiều quá. Dạ. Không có lý trí phán xét cũng mệt lắm. Yêu cuồng nhiệt á ha. Yêu dạ. Bất chấp đó. Đó là tức là có kinh nghiệm tình trường rồi. Có kinh nghiệm. Ok. Rồi, để đi còn qua với nhà trai coi. Em trai. Dạ. Mấy mối tình rồi? Em có một có mối viết giấy tình không? À. Này em nhớ. Mấy mối tình nó để mở giấy đọc nó chắc mệt luôn. Chắc chết. Mới một mối hả? Dạ. Mối dài rồi. Không? À, mà, trong khi quen nhau trong công ty á, là ở trong siêu thị em có quen một người. Quen bán hàng giống luôn. Dạ, người đó là bên bán bên kim chi. Gì kim chi? Kim bán chi. Gì? Bên Hàn Quốc hả? Không, làm trong siêu thị, ngành siêu thị. Mà bán kim chi hả? Dạ, dạ. À bán đồ chua chua đó đúng không? Dạ, kim chi cải thảo gì. À rồi rồi rồi. Thì sao tôi ăn kim chi hoài luôn ngán chưa thấy. Thì trong lúc đó quen cũng được quen nhau 2 năm. Rồi trong quá trình tìm hiểu thì cũng có mời bạn đó về nhà ăn cơm với mẹ. Mời nhà ăn cơm rồi. Dạ. Rồi sao nữa? 2 năm mà cũng mời về nhà ăn cơm với mẹ thì trong cái công việc thì có một cái mâu thuẫn. Thì cái người con gái là không có lễ phép với mẹ của em đó. À. Dạ. Không lễ phép với mẹ mà có biết nguyên nhân không? Giống như là không có tôn trọng mẹ em á, không thích mẹ em qua chơi nữa. Vậy đó hả? Dạ. Thôi này không phải người trong cuộc cũng không biết đâu. Nói chung dạ. Chắc cũng có vấn đề gì đó. Thôi bỏ qua đi, coi như là chia tay lâu chưa? À, chị ta cũng được năm. Năm rồi phải không? Là giờ quên rồi đúng không? Còn nhớ gì người đó không? Cũng quên rồi. Cũng quên rồi. Sao không có chắc chắn gì hết trơn vậy? Trả lời lại đi. Dạ. Bây giờ quên chưa? Dạ quên rồi. Trả lời cũng quên. Bây giờ là